giáo hướng dẫn lại rồi đúng không? Mình có lên form, rồi thứ hai mình có lên cái nội dung. Xem lại cái nội dung đấy mình có gì băn khoăn không? Có rất nhiều cả vấn đề đấy, nếu mà cái bệnh án đấy mà vào mà hỏi thi thì rất nhiều vấn đề để các bạn có quá nhiều thông tin. Thứ hai nữa là cái thông tin đấy phải xác thực. Có một điều chắc chắn là trong bệnh án ấy, thì các bạn không nên những cái gì mà chỉ cơ năng thì mới hỏi bệnh nhân thôi. Còn những cái gì thực thể thì không nên là theo bệnh nhân kể cái chuyện đấy tuyệt đối không được nhé. Bởi vì là bệnh nhân không thể nào biết như là nó, các bạn rút kinh nghiệm một chút là ví dụ như cơn co chẳng hạn. Co một cái, nếu mà chị em co kéo dài trong 2 phút thì phải xem lại nghe. Thứ hai là không hỏi bệnh nhân một cái đấy mình phải đo. Thế thì cô thấy trong khi mà các bạn chị, thế thì cái bệnh án đấy có rất nhiều cái người cô có, bởi vì rất nhiều câu hỏi cô có hệ thống lại. Dựa trên cái bệnh án đấy đúng là cô bảo 1.000 câu hỏi cũng đúng thôi. Rất nhiều câu hỏi có rất nhiều vấn đề về xong lại cái cô không muốn. Có sẵn những thông tin đấy mình điều chỉnh mình bổ sung vào đấy. Rất nhiều các bạn cố gắng xem lại, bởi vì có những cái rất là thuộc về cô về kiến thức cơ bản. Thế thì cô vẫn nhớ là lần trước thì các bạn có một số cái trong đấy có một cái vấn đề liên quan đến cái giai đoạn chuyển dạ, chắc bây giờ nhựa học được rồi đúng không? Chị Sáu có nhớ lại chưa? Các thầy cô cũng thế, cái giai đoạn chuyển dạ thì có thầy cô nào nhắc rồi đúng không? Chắc chắn là có thầy cô nhắc rồi. Thì nó có mấy giai đoạn 1A, 1B, hôm trước cô cũng nói rồi mà, giai đoạn sổ thai, giai đoạn sổ rau. Thế thì các cái đấy là những cái kiến thức cơ bản này. Các giai đoạn sổ đau này, rồi nhịp tim hai này, para này, hay đầu kỳ tim cuối này, tất cả những cái đấy nó đều là kiến thức cơ bản hết. Và nếu mắc vào những cái đấy thì là cái đấy các bạn nhớ là học cái đấy, hỏi mà không biết cái đấy là thầy cô cứ ngồi với người mặc ra, bởi vì là sinh viên đi câu đấy bình thường không trả lời được. Thế thì bài thế đây bạn phải chú ý tất cả những cái gì thuộc kiến thức cơ bản. Từ trước bạn đấy ra thì có cơ hay không bác thử được không? Nhưng nếu có đau bụng ra máu đạo thì nghĩ mấy cái?
mắt cái, ba cái, bốn cái gì? Ừ, dạ này non với sảy thai, hai cái đấy nó khác nhau về cái gì nhỉ? Ừ, số nó khác nhau về tuổi thai. Nhưng mà nó mấy cái như các bạn vừa điểm thì cái chung nhất của gì? Chung nhất của nó là gì? Đầu tiên cũng phải có cái tất kinh này. Các chứng vừa đấy có ai nhắc trở chứng rồi nhỉ, đúng không? Có tất kinh này là gì? Có thể có nghén này. Và thứ ba là ra huyết âm đạo. Đấy là những cái dấu hiệu, cái tam chứng phổ điểm mà trong một bệnh lý này được gặp hết. Thế thì đấy là vừa nãy người ta có trong bụng, trong máu âm đạo. Thế thì về bệnh sử, bệnh sử xem có vấn đề gì không? Cái đầu tiên là chậm kinh 7 ngày. Người ta đã làm test dương tính rồi thì cái đấy cho mình khẳng định cho mình là gì? Có nghĩ là gì? Đầu tiên mình nghĩ hướng đến có thai rồi đúng không? Thì cái thứ hai là đau bụng ra máu âm đạo, vào viện thực thể tăng lên. Bên phụ trái ấn tức, cái này các bạn khám thực thể đúng không? Màu đỏ sẫm. Cái beta này có thể sử dụng cái symbol kia mà thay bằng cái chữ beta. Siêu âm từ khung mật phụ có hình ảnh túi hai cạnh bầu trứng trái. Thế thì cái này là cái hậu phẫu rồi đúng không? Hậu phẫu rồi. Cung đồ dày chiều ngoài tử cung đã vỡ. Thế thì xem trong này trước mổ, đây là trong mổ cũng cứ lúc 16 giờ phương pháp về mê ngủ nội khí quản. Các bạn đọc đi qua xong chúng ta lướt qua xem vấn đề gì nhá. Bệnh án hậu phẫu. Trong mổ, sau mổ, hậu phẫu ngày thứ nhất. Tức là bạn khám hậu phẫu ngày thứ nhất này đúng không? Tiền sử. Chúng mình xem lại cái phần đấy nhé. Nếu chỉ nhìn cái phần mà bệnh sử thì trước mổ này thì đọc là mình có thể mình kết luận được luôn rồi đúng không? Không cần phải. Có vấn đề gì các bạn băn khoăn ở trong phần bệnh sử phần trước mổ đấy không? Huyết động ổn định. Nhưng mà trường hợp thì không vỡ rồi thì kể huyết động ổn định cũng không thì cũng đều phải mổ hết. Trong mổ, sau mổ, tiền sử, hiện tại phát triển bình thường. Nhưng cái tiền sử đẻ thường cái này này nó nặng. Hiện tại phát triển bình thường. Cái quan trọng mình quan tâm là cái lúc đẻ của vấn đề gì không. Cái đẻ đấy là đẻ thường ngay là. À đẻ thường ngay rồi, được rồi. 14 tuổi cũng. Các bạn xem nhé, một chút lướt nó nhanh quá thôi, con muốn xem qua một chút nữa. Các cái này, các bạn viết tắt này có nhiều không? Ngoại khoa đấy đúng không? Đâu? Mấy bạn làm thì có đọc được không? Các bạn dịch lại cho các bạn chứ. Phản ứng gì đấy? Viết tắt của mấy từ tiếng Việt thôi.
Ở đây có một cái mà các bạn thấy rằng là các bạn chúng ta đọc cái từ ngoài từ cung rồi đúng không? Cái này đã vỡ. Cái triệu chứng của bệnh nhân thì khi mà rất nghèo nàn thì có hiện tượng bôi xóa có gì không? Không có biểu hiện gì hết. Nếu đang mở mình thì thấy cổ tử cung như thế nào?
Còn thấy cơm không phải có thể là con mở, nhưng mà nó chắc chắn là có da máu, có thứ hai là màu tím của cái gì bao giờ cũng dấu hiệu của có thai. Thế còn nếu mà siêu âm thì gì, thì thấy gì? Siêu âm thì chắc chắn là trong bụng tử cung không thấy thôi đúng không? Thì nếu trong bụng tử cung không có thai, nếu thì trong trường hợp đấy là gì? Bên ngoài có những trường hợp sẽ siêu âm nó rõ là thấy hẳn cái khối ở bên ngoài cạnh tử cung bên trái hoặc bên phải, thì các đấy là hình ảnh siêu âm. Nhưng cái quan trọng nhất là gì, trong bụng tử cung có khối, còn cận lâm sàng thì có gì? Beta HCG dương tính, đúng rồi. Thế thì riêng đối với mình nghi ngờ cái thể huyết thụ tính năng trước đây người ta cần phải chọc dò âm đạo, nhưng bây giờ gần như là không chọc, bây giờ siêu âm thôi sẽ phát hiện được ra có thể có dịch hay không. Thế bây giờ cái xét nghiệm thì beta HCG thì như thế nào? Beta HCG dương tính đúng không? Thế thì hôm trước có một cái câu hỏi là khi nào thì beta HCG đến khi nào thì mình không hề thấy được cái, không biết câu hỏi có phải lúc này không? Khi, tức là khi nào thì người phụ nữ mang thai thì mình bắt đầu mình xét nghiệm được beta HCG. Thứ hai đó là khi nào thì trong trường hợp có thai nó chết rồi, khi nào thì cái tổng cộng beta HCG đến nó hết. Để các bạn xem lại câu hỏi đấy xem nhé. Cái này nó nên chậm kinh 7 ngày, khi 7 ngày thì nếu bình thường thì đã xét nghiệm được beta HCG chưa? Khi nào thì bắt đầu xét nghiệm được beta HCG nào? Vâng, bài này đọc lại bài hai, đọc lại câu hỏi này nhé. Beta HCG khi nào xét nghiệm được beta HCG và khi nào thì beta HCG hết? Cái trường hợp của đối tượng bệnh nhân này thì có ai có ý kiến không? Trường hợp một ngày từ test dương tính cái này thì ở đây có một cái vấn đề gì các bạn nhớ cho cô huyết động ổn định. Thế trong trường hợp nào thì sử dụng cái mình vận dụng cái huyết động này? Cái đối với trường ngoài tử cung thì nó có mấy, có bao nhiêu thể, có nhớ không? Trường ngoài tử cung thì nó có mấy, có bao nhiêu thể nào? Gì? Theo cái gì? Trang này nói như cô là có 4 thể trường ngoài tử cung. Đấy là thứ nhất là thai ngoài tử cung chưa vỡ, hai là đã vỡ và chạy ngược máu trong ổ bụng, ba là có huyết khối tụ thành có huyết tụ, và bốn là thai ở trong ổ bụng. Còn một cái thể nữa mà các bạn đi phụ sản này rất là cũng hay gặp này là thể gì các bạn có biết không? Có bệnh khán nào gặp nó khác với mình cái thể trang vừa đọc không? Ừ, trường ngoài tử cung trên cái mổ gặp rồi đúng không? Có bằng áo bơi bệnh khán, bệnh khán này có nên có cả cái đấy đấy nhé. Thì đấy nó cũng xếp vào cái trường ngoài tử cung. Thế thì đấy là các cái thể. Thế thì bây giờ cái xử lý thì như thế nào? Như trường hợp này vỡ rồi thì xử lý cái chuyện mà mổ thì là chỉ cần nói vỡ thì đã nghĩ ngay đến vấn đề mổ rồi đúng không? Thế bây giờ trong các thể kia thì bây giờ xử lý như thế nào? Có mấy tướng xử trí nào? Em nhớ là về vấn đề trở ngoài tử cung thì đầu tiên có thể theo hướng điều trị bảo tồn dựa vào nồng độ beta HCG. Thì em nhớ hình kiểu beta HCG nhỏ hơn 1.000 chứ. Em nhớ hôm qua đọc thì là từ 500 thì là có thể điều trị bảo tồn, còn từ 1.000 và trên sinh hộ thì có 70% có thể điều trị bảo tồn. Cùng với đó thì nếu mà mình theo dõi thì em nhớ là trước anh chị còn theo dõi tầm khoảng 2-3 ngày, nếu mà không điều trị bảo tồn được sẽ chuyển sang MTX đơn liều rồi đa liều. Còn nếu mà trong trường hợp vỡ như thế này thì có thể sử dụng đến phẫu thuật. Cảm ơn bạn, chưa chính xác hết nhưng về cơ bản là các bạn nói được gì, có 3 cái hướng xử trí. Ở xử trí đầu tiên là gì? Tức là không có can thiệp gì, không can thiệp nội khoa ngoại khoa mà chỉ theo dõi thôi, đúng không? Thế thì trường hợp đấy beta HCG bao nhiêu? Nó có hai cái tình huống, một là gì? Beta HCG dưới bao nhiêu? Không, dưới 5.000 không? Dưới 5.000 là không chỉ định nội khoa rồi.
Cái thứ hai là người ta HCG dưới bao nhiêu kèm theo gì, siêu âm đường kính bao nhiêu hay bao nhiêu. Và cái quan trọng nhất là cô vừa nhấn mạnh cái chỗ gì, nó liên quan gì, huyết động phải ổn định. Tức là đây, bất kể một cái điều trị nội khoa nào thì trong đấy cái huyết động phải ổn định. Thế vậy cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là điều trị hướng thứ ba là gì? Là ngoại khoa giống như thế này. Thế thì về phía bệnh nhân này không biết có ai có băn khoăn gì không nhỉ? Về nếu mà để hỏi, để xem thì chắc cũng nhiều câu để mà hỏi ở đây lắm. Nhưng mà về cái cách trình bày thì về cơ bản đã có những thông tin chấp nhận được. Thì bây giờ cái thứ hai là trong mổ. Trong mổ thì không nói gì bởi vì phương pháp cái này các bạn có thể đi sâu. Cái nên mình ghi bản sau mổ. Theo dõi mổ ngày thứ nhất thì có vấn đề gì băn khoăn không? Trung tiện giờ thì làm sau mổ chưa lại tiện điều kiện. Nhớ nhé, kinh cuối cùng trong đây rất nhiều câu để mà có thể hỏi được đấy, các bạn cũng có khai thác được rồi. Thế thì cái gì, cái thứ nhất là ở đây người ta có cái sử dụng biện pháp ngừa thai của bao cao su nhé. Bao cao su thì các bạn nhớ rằng là chứng tỏ là người ta sử dụng không thường xuyên đúng không? Nếu bao cao su thì có nhiều cái cách sử dụng khác nhau. Tức là sử dụng thì để nếu mục đích tránh thai thì có thể người này người ta sẽ một là không sử dụng thường xuyên. Thứ hai là đeo bao cao su không đúng cách, tức là không đúng với thời gian. Vậy thì còn cái đúng không? Thì bao cao su bởi vì bình thường nó có tác dụng trong trường hợp mà nếu mà để phòng bệnh ấy, thì nó sẽ đeo ngay từ đầu khi bắt đầu người ta có quan hệ. Thế thì còn nếu trường hợp để phòng cái để chỉ tránh thai có thể họ sẽ đeo muộn hơn. Thì cái này có thể trong trường hợp ta dùng biện pháp tránh thai này nó rất thất bại rồi, dùng bao cao su này một là dùng đúng thường xuyên. Đôi khi người ta sẽ dùng gì, kết hợp cả bao cao su với lại cả cái tính vòng kinh để người ta sẽ sử dụng bao cao su. Thì trường hợp này là thất bại, nó thuộc vào nói chung là thì biện pháp tránh thai này là thất bại. Các bạn nhớ cho cô, trong liên quan đến câu này thì các bạn nhớ cho cô là các biện pháp tránh thai nhé. Thì có những biện pháp tránh thai nào nhớ lại cho cô phần này. Ở đây rất nhiều câu để mà hỏi, chỉ cần cái này cho có thể là nó liên quan đến câu hỏi, nhiều câu hỏi sau là nhiều câu hỏi liên quan đến cái vấn đề về biện pháp tránh thai. Thế còn khám bệnh cũng bảo vệ có ai có băn khoăn thì không, thể cần tiền sử phụ khoa thì cũng không. Thực ra để mà hỏi thì nhiều cái lắm, các bạn khai thác về tiền sử phụ khoa, bệnh lý phụ khoa thì điều trị là thuốc âm đạo do viêm nhiễm phụ khoa. Cái này không, viêm nhiễm phụ khoa là chưa rõ nhé. Điều chu kỳ kinh thì đúng rồi này, chu kỳ kinh 30 ngày, kinh 14 ngày. Lượng ở đây là bao nhiêu, bình thường xem lại lượng kinh bình thường bao nhiêu. Có thể hỏi những lượng thôi. Thứ hai nhưng mà bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa thì viêm nhiễm phụ khoa đây rất nhiều bệnh. Thì các bạn nên có cái này khai thác, viêm nhiễm phụ khoa là một cái câu rất chung chung nhé. Các bạn để ý cho cô cái phần viêm nhiễm phụ khoa nhé. Đúng không? Chưa có phải có rõ là bệnh cụ thể bệnh gì, có điều trị, đặt thuốc âm đạo. Bởi vì nếu bình thường viêm nhiễm phụ khoa bình thường người ta chỉ viêm do tạp khuẩn thôi thì không vấn đề gì. Viêm do chlamydia hoặc là trichomonas thì nó khác hẳn. Và bụng mình không chịu nữa mà bị thấy nhé. Cái này cái thứ nhất là kích thước thai là 24-26, vị trí thai là đâu, phần phụ trái cạnh buồng chính trái, cái túi thai bằng từ này, tức là đã có nguy cơ vỡ rồi. Thế thì trong này nó liên quan vấn đề gì, tại sao lại cái thai ngoài tử cung thì cái nguy cơ của nó hay gây vỡ, và túi thai bằng từ này có thể gây được kích thước vỡ được, nguy cơ gây cháy của nó là gì?
Có bạn nào giải thích được cái việc tại sao trẻ ngoài tử cung nó hay gây vỡ không? Nó liên quan đến gì, cái cấu trúc gì? Cấu trúc của vòi, cấu trúc của vòi trứng đúng không? Thế vòi trứng thì nó có cấu trúc có giống như của tử cung không? Thế thì tại sao tử cung nó lại hay vỡ? Cái cơ chế gây chảy máu của nó là gì? Các bạn có gửi bài đọc rồi, làm như thế nào? Cái này thì bọn em lưu ý một chút, cái thứ nhất là không dùng cổ của bên nhé, bởi vì nằm cổ tử cung cũng là một cái dạng trường ngoài tử cung rồi đấy nhé, nó lại phải nằm hẳn trong buồng tử cung. Thứ hai là phụ thuộc vào cái cấu tạo của cái vòi trứng cô vừa nói xong, cấu tạo như nào tôi sẽ chiếu lại cho bọn em thử xem lại những cái phần mềm bài cô gửi rồi, học rồi, chắc chắn lý thuyết học rồi. Thế thì về phần này các bạn thấy rằng là cái thứ nhất là cái có mấy cái dấu hiệu để mình hướng tới, mình nghĩ ngay vấn đề là trường ngoài tử cung. Thứ nhất là cùng đồ có dịch. Khi siêu âm ấy, thì các bạn biết là tất cả các tam trứng kia của cái trường ngoài tử cung điển hình rồi. Thứ hai, siêu âm không thấy tử cung trong, không thấy khối thai trong buồng tử cung, mà thấy khối ca thứ hai bên ngoài kèm theo cùng đồ có dịch. Mình phải nghĩ ngay, đối với trường hợp thực tế lâm sàng, các bạn khi mà thấy cùng đồ có dịch này lập tức phải nghĩ ngay để chuyển cho bệnh nhân đi và để theo dõi cấp cứu ngay. Và cái huyết động ổn định là một cái thêm cái sau thôi. Mà các bạn biết là mặc dù cái nồng độ beta của nó có 400 bạn, 473, các bạn lưu ý cho cô một chút. Khi chậm kinh 7 ngày, tức là có thai tuần thứ nhất, thì nồng độ beta HCG bình thường của thai bình thường là bao nhiêu? Và trong trường hợp đối với lại trường hợp mà có thai ngoài tử cung thì nồng độ beta HCG bao nhiêu? Lần trước cô có nhắc rồi, khi nào thì tăng gấp rưỡi, khi nào tăng gấp đôi, và đối với trường ngoài tử cung thì khi nào nó tăng gấp đôi. Thế thì cái đấy chắc chắn trong một cái trường ngoài tử cung, cái tốc độ tăng của cái beta HCG sẽ không giống như là cái giống như thai bình thường. Nhưng còn có một cái nữa mà hôm nay chúng ta sẽ đi gặp tiếp là cái gì, có một cái nữa là trong trường chứng thì nó bị tăng tốc độ và tăng nhanh hơn. Nên cái này chúng ta lưu ý một chút đối với những trường hợp bệnh nhân cụ thể như thế này, thì chúng ta ngay từ đầu khi mà khám nghĩ đến trường ngoài tử cung có khối bất thường này, có khối bất thường rồi, những siêu âm có dịch thì cùng đồ tử cung phải lập tức phải nghĩ ngay xem là tại sao nó có thoát dịch đấy và lập tức chuyển đi ngay. Nếu trường hợp tuyến tỉnh chúng ta nghĩ ngay vấn đề là có thể là trường ngoài tử cung có hiện tượng xuất tiết rồi, nguy cơ vỡ có thể xảy ra. Thế thì đối với cái bệnh án này thì các bạn có ý kiến gì nữa không? Thực ra thì đi vào chi tiết thì xét nghiệm của các bạn, xét nghiệm máu ở đây nó có cái gì không, xét nghiệm nhỉ? Ure, creatinine. Sợ nhất là sợ thích nhiều này chỉ nó không được.
chút, cắt ngang chút. Đúng là Phương nói đúng rồi, thì lịch bây giờ hiện nay nhà trường vẫn đang chưa bố trí được cái chưa thống nhất được. Nhưng mà vẫn có khả năng là sẽ vẫn vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Thay đổi hết lịch của cô. Xin lỗi các bạn đi sáng một chút là bởi vì cái này liên quan đến phần thi tiền lương sàng của các bạn Y4 ấy. Thế thì cả thưa các bạn Y4 nhớ cho cô một chút là trong cái tài liệu cái phần mà nhắc luôn cả Y6 nữa, bởi vì đây những câu hỏi rất thường gặp là gì? Là trong đấy có cái bài về đo chiều cao tử cung này, cách đo như thế nào và đo để làm gì. Nhớ chưa, trong cái phần thi lương sàng các bạn nhớ lại cho cô, hôm nay là thứ tư thì nếu lịch không thay đổi thì thứ sáu hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật lại gặp lại các bạn ấy. Rất là chán là cái đoạn cái mình gặp lại cái các đấy. Thế thì lần trước nhớ cái có hai cái quan trọng nhất là gì, đối với xin lỗi dành cho các bạn thì 40 phút, cái chỗ là thứ nhất là nhắc luôn là cái thời gian các bạn chỉ khống chế được 5 phút thôi. 5 phút